Màu đi không? Rất bội. Morning đâu không? Mang giày vô tới chỗ đi tiểu rồi nè con. Chỗ đi tiểu. Ngon chưa? Tụi gái tặng như cái mất kiếm. Ngon chưa? Ngon. Người là bên kia là nó đi lần sau. Nó sắp hẹn. Chỗ này lúc điểm sắm sáng nay chủ nhật ngay Tết nữa quá đông luôn. Bà con cũng có bàn ăn rồi, chờ nãy giờ 45 phút. Mấy người ở đây nói được tiếng Việt luôn. À vậy hả? Nói xấu là thấy mẹ rồi. Dạ không. À cái này đi, dạ. À cái này. Ở đây hai cái đi. Dạ không. À cái đó không. Cho trà cúc nè. Vừa mở cửa ra quá trời đông luôn. Ăn heo quay, vịt quay, gà thá xíu không? Ồ, ngon quá vậy. Ăn gì không? Nấu. Qua lại cho mình chơi quanh. Phối xài điều. Ngon lắm á. Cái đó phá lấu. Cái này cà ri à. Cuốn tôm. À. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Trời ơi. Nhon bao là? Nhon bao là? Ngon. Ngon hả? Nhon quá. What's a good now? Good chứ. Có gì cho pha cho. Ăn điểm sắm no cái bụng rồi ha. Giờ mình đi qua bên đó là Eden Center. Qua bên Eden coi chút nữa người ta đốt pháo. Với người ta làm lễ Tết. Rồi bữa nay mưa rồi. Quá đẹp. Lân nhỏ nữa nè. Hello. Are they gonna about do lion dance? Hết hồn. No, giả đó. Hả? Nhiều một lượng. Ok. Cho xin ly nước trà nóng. U có thèo lèo nữa nè. Không, cái này là kẹo đậu phộng nhà. Kẹo đậu phộng. À, cái này đó. Rất là ngon. Uống rất là ngon. Thử đi. Cảm ơn chú. U, trà này ngon quá. Thử. Khỏe không cô? Nào, thấy đủ rồi là thấy khỏe rồi. Good.
cái này nó mắc hơn. Chiếc này rồi anh bóng nó mắc hơn. Chiếc này nó mới bao chín. Chứ cũng bao nhỏ đi. Hai cái như. Wow. Let's go see lion dance. Ra coi mua lần. Tết là phải có đốt pháo, phải có mua lần rồi nó mới vui. Đứng đứng phút cao này nào bác. Dương phát. You see a lion dance before? No? Ok, đốt pháo, coi đốt pháo, go. Have fun! Don't move! Stay where you are! Where Paula? Stay where you are! Đến ở tay phải. Cho nên chúng ta chuẩn bị nha. Cô nào vậy?
Cô nào không biết bọt hột quẹt vậy? Cô nào không biết bọt hột quẹt vậy? Cậu có chung gì lỗ tai? Quá rồi. Đi qua anh kia mua trái lụa. Everybody clear the area please. Xin mời quý vị tránh xa. Pháo đốt tiếp. Đi con. Đi qua anh kia mua trái lụa. Qua chụp hình nè. Rồi. Rồi đi qua mua trái lụa coi. Nhiêu cây vậy? 12 đồng 25. Mua 45 cây đi. Ok, đi qua mua nước sơn đen. Đi qua mua nước sơn đen. Nước sơn D&D 410. Cái cổ ấy rồi. Thêm gì nữa không nhà mình ơi? Bao nhiêu cho một cái máy này? 206. Này Phong có nguyên thùng dép á. Đây. Ừ. Ồ, mua pháo rồi nào vậy ta? Giờ mình đi qua đó mình mua đồ ăn nữa. Cái mùi pháo thơm dễ sợ thơm luôn mà hít nãy giờ, giờ muốn ho luôn. Ở đâu có mấy viên đá vậy ta? Còn đồ ăn bỏ ngoài sau này. Đây là thử rồi. Mình cũng vừa được á, ha. Hay vậy. Mua đi, có đó gì con? Cái này mấy người ta không muốn nấu ăn, ta mua về nè. Này có chuối chiên nữa nè. Có chưa? Trời có rồi, con của chị Duy, chị Nga đó. Ờ vậy hả? Ôi trời ơi, bên này lớn, lớn này lớn đẹp vậy. Mẹ hả, đi đâu à? Thì... Ồ, này có bánh út, bánh uống nước cho nữa nè. Cái này 18 đồng một đồ. Trời. Hồi bữa có 11, 12 đồng mà. Hôm nay Tết. Hôm nay lên giá dữ á. Wow, dữ vậy. Chỗ quán
mấy đứa nhỏ đi qua chỗ quán ăn quanh bển đợi rồi. Lạnh lẽo quá. Bên kia đốt pháo y xèo nữa kìa. Vui cái này Tết đi vui quá. Nãy không có chỗ đậu xe. Đứng ngoài kia đứng chờ khoảng chừng cái tiếng hồ hơn mới có được chỗ đậu xe. Đi sát pháo đã không? Vô Hải Dương ăn. Bạn này bữa nay hả? Order trước mới có chỗ ngồi à? Không có chỗ ngồi hả? À? Đây Tết mà Tết nhất có chỗ ăn là mừng ngày. Mà xích trong chúng con. Có miệng cháo lòng hả? Đi ăn gì? Đây có cháo heo không anh? Cháo thịt heo. Cháo heo phải không? Hả? Ông gì hả? Dạ, anh Hùng hả? Ôi trời ơi, là chị Vân. Ôi trời, chị Vân. Cho ôm cái lấy hình. Đầy đủ chứ, đầy đủ chứ. Thôi về lạnh quá. Hít cái mùi pháo, quay phim hít mùi pháo không đau cổ họng luôn. Con kệ nó đi, vô trứng thôi, đừng nhìn nó, đừng nhìn luôn đó. Từ đây về tới nhà 3 tiếng đồng hồ nữa. Sáng mình đi, mặt trời chưa mọc, giờ mình về tới hui. Ngoài trước chắc có đụng xe gì á. Đẹp cứ ngắt luôn. Mimo về tới nhà mừng quá rồi nè. Mở cốp xe lấy đồ vô con. Rồi. Bỏ chả lụa vô trong tủ đá. Nãy mua chè, nãy mua mấy hộp chè đây. Một hộp chè. Có bữa mua nhiều quá nó hư mà chè này hình như ngon nè. Đây mua 5 cây chả lụa nữa nè. Cái chả lụa này con sắp vô bên tủ đá để ăn được mấy tháng luôn á. Sắp gọn gọn vô dưới á. Bỏ thêm bỏ mấy cây chả lụa này vô đây. Để nào chúc Tết má mày đi, má mày lì xì. Sống lâu không già, tiền vô như nước. Thành quỷ hay gì sống lâu không già? Dạy quá. Sức khỏe dồi dào. Sức khỏe mạnh tốt, phải không? Oh my goodness, ngất luôn. Và là được nhiêu? Và là được 70. Really? Hoa là được cái nhiêu? Hoa là được cái 70. Noel được cái nhiêu? 60. Phát được cái nhiêu? Cái 30 là cái ít nhất á. Sao không nói ra cũng như cái nè, sao nặng quá vậy? Gần lại.
Thank you. Mẹ gì trong này vậy ta? Yeah. Oh, wait, what?